Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda SH đời đầu. Đây là một trong những chiếc xe Honda SH 150 của Ý, đầu tiên nhập về Việt Nam. Đời 2005, cực kỳ ngon, máy cực kỳ bền luôn. Đó. Đó, đây là một chiếc xe Honda đắc ý 150 màu đen tuyền, màu đen bóng đó các bạn. Còn zin hết tất cả luôn. Đầu chưa rớt luôn. Xe này đầu chưa rớt luôn nha các bạn. Ngon cực kỳ luôn. Mà bình thường mà xe SH đó, mà đầu chưa rớt đó, thường là chạy rất là ngon. Máy dữ luôn, vỏ còn luôn nè, các bạn thấy chữ Dunlop không? Dunlop luôn. Các bạn thấy không? Đắp tầng 22 năm 2005. Em này mang biển số là 51M36777. Đó, 609. Và chiếc xe này được đăng ký mới năm 2021, tháng 4 năm 2021. Và với chiếc xe này máy cực kỳ êm luôn, đầu chưa rớt, máy cực kỳ êm. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 41 triệu. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Xe chính chủ, một đời chủ luôn.